Virginia, I'm happy to be here in your town and to meet your relatives, your family, and I really feeling part of your family now. Thì em gọi cho ảnh và em khóc rất là nhiều. Thì ảnh mới nói là để ảnh giúp, và ảnh nói là đừng có ngại về cái việc mà nhận tiền của ảnh để mà mua laptop mới. Vậy ảnh biết là em đi học là nông dân nên là không có nhiều tài chính, thì ảnh chủ động giúp đỡ. And after this trip, I think I love you more. Wow. Xin chào hai vợ chồng. Con chào cô chú. Xin chào. Xin chào. Can you speak Vietnamese? A little bit. A little xin bit. Chào. Xin chào. Tôi là Michelle. Người Ý. Người Ý. Người Ý. Nay Michelle bao nhiêu tuổi? How old? I'm 44 years old. 44. What's your job? I'm a process engineer in my company, of course, in Italy. Engineer. Kỹ sư. Kỹ sư về vi trình ạ. Kỹ sư về vi trình. Thế em đó. Dạ, em chào anh chị. Em là Khả Tú Lệ, 37 tuổi. Ba mẹ tôi. Quê của em ở Củ Chi và tụi em đang sống ở Ý ạ. Em Tú làm gì? Công việc gì? Dạ, trước đây là em giờ là du học sinh Ba Lan, em vừa mới tốt nghiệp xong và em đang ở nhà chưa đi làm, và em đang tìm kiếm một cái chương trình học cao hơn ở bên Ý. Có nghĩa là chưa dừng lại. Dạ. Đúng không? Học nữa, học mãi. Dạ. Tức là chồng nuôi. Hiện giờ là chồng đang nuôi. Dạ vâng ạ. Tú Lệ là đi học lâu chưa? Dạ, em đi học 2 năm trước, vào ngày 18 tháng 5 năm 2022. Em học ở Ba Lan. Dạ. Nhưng mà trước khi em du học ở Ba Lan thì ở Việt Nam em làm công việc gì? Em có 10 năm đi làm chuyên về phát triển thị trường và kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi năm em chuyển một công ty ạ. Dạ. Tức là đa ngành nghề luôn hả? Dạ. Thế sao tự nhiên mình đã làm đi làm việc rồi, sao tự nhiên mình lại có ý định là mình đi học thêm nữa? Em quyết định đi du học ở tuổi 35 bởi vì suốt 10 năm ở Sài Gòn thì em quay lại em cũng thấy chưa được gì hết. Nên em quyết định là thay đổi cuộc đời. Và em đã gọi vốn đi du học để mà có một cái hành trình mới ở tại châu Âu. Học được mấy năm thì lại gặp Michelle? Em qua thì trong vòng khoảng 2 tháng là em gặp anh này. Lúc đó Michelle đến Ba Lan chơi luôn? Dạ không, em qua Ý nghỉ hè. Và trước đó thì tụi em chat trên mạng chứ Facebook. Tức là quen nhau qua mạng. Dạ, trên Facebook rồi đúng không? Dạ không, một cái ứng dụng hẹn hò. Vậy thì là qua cái app hẹn hò tụi em quen nhau bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Em nhớ là chắc tầm khoảng hơn một tháng mấy á. Thì chat với nhau xong rồi nhà em có đi nghỉ hè ở bên Ý thì mới hẹn anh này ra gặp mặt luôn. Michelle, how do you feel when the first time you show her? Was something that happened very fast. So we have the chance to meet in Italy, and when I met her the first time, I immediately have a good feeling about positive energy from her. Hai gặp nhau và rất là ấn tượng về những cái tích cực ở bên trong của em. Đó là những gì? About you, of course, I can say that you are always smiling. Smile. Positive and full of energy, and so it's something that make me happy, of course, and also give me motivation to follow her in this. So this is something very nice. Và đặc biệt là em là người đã tự suy nghĩ ra một cái chương trình dating online để em quay hình anh này. Là sao? Em rất là thích cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở Việt Nam, và em suy nghĩ ra cái format chương trình đem ra quốc tế, hẹn hò thì mình sẽ có bao nhiêu vòng, rồi những cái câu chuyện gì mình sẽ phỏng vấn nhân vật. Cuối cùng là em là người chia sẻ với anh này và em phỏng vấn ảnh. Sau đó em là người yêu cầu là bây giờ vòng 1 qua rồi, bây giờ em muốn đi về nhà trong vòng 7 ngày để trải nghiệm văn hóa của nước Ý, gặp ba mẹ, giống như là một cái chương trình truyền hình thực tế như vậy luôn. Ảnh đồng ý luôn. Sao mà ảnh dễ dụ quá vậy? Yeah, because after our first meeting, something happened means that I felt something special for her, so I said, why not to try to have another opportunity to knew better her. So we did. Rồi em có về nhà của Michelle luôn không? Dạ, em về nhà em ở 7 ngày ở bên nhà của anh đó luôn. Em ghi hình thực tế 7 ngày. Cái câu chuyện nó xảy ra lâu chưa? Em với anh này gặp nhau vào mùa hè năm 2022. Ôi vậy nó mới đây hả? Tháng 7. Dạ, tụi em vừa mới kết hôn và hoàn tất hết thủ tục chỉ mới 5 tháng thôi. Dạ. Rồi về nhà là Michelle đang ở với ai? Dạ, Michelle thì ở nhà riêng, nhưng mà nhà giống như dạng chung cư như vậy đó. Có 3 căn, bà nội ở một căn, ba mẹ ở một căn và tụi em ở riêng một căn. Ảnh có xin phép ba mẹ và bà nội rất là rõ ràng, và em rất là ấn tượng về cái cách mà ảnh nói là
let me ask my parents approve or not welcome new people. And em rất là ấn tượng cái việc đó. Nên là em mới nói là chắc kỳ này là có nhiều câu chuyện trong cái hành trình của mình. Nhưng mà trong 7 ngày đó thì xảy ra những điều như thế nào? Trong 7 ngày đó là không có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai đứa em hết. Trong đó ở chung một ở nhà. Ở chung đó thì bởi vì chung một nhà và ở riêng luôn, không có ba mẹ luôn. Mà không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì anh mới nhầm là anh mới hỏi là có sống thử luôn không đó. Dạ. À, có nghĩa là hai người rõ ràng, một biên tập viên và một nhân vật. Chính xác là biên như vậy. Biên tập viên kim quay phim luôn. Dạ. Đến ngày thứ bao nhiêu thì em cảm nhận là bạn này bạn có cảm tình với mình? Thật ra hay là sau 7 ngày đó luôn. Em có cảm tình anh. Dạ. Mới kỳ đầu hai đứa em chỉ là cảm thấy gần gũi và công việc giống như dating bình thường trước cái đã. Tại vì lúc đó là mình mới qua nước ngoài thì có rất là nhiều cơ hội lựa chọn. Nhưng mà trong quá trình em về Ba Lan thì ảnh vẫn giữ mối liên hệ. Và đặc biệt là gọi đúng giờ, nhắn tin đúng giờ, hỏi thăm tất cả mọi thứ. Nên là em ấn tượng. Thương rồi thì đó. Em rất là ấn tượng ở cái chỗ là cái lúc mà cái laptop của em là cái tài sản của một đứa du học sinh nông dân như em mà bị vỡ. Thì em gọi cho ảnh và em khóc rất là nhiều. Thì ảnh mới nói là để ảnh giúp. Và ảnh nói là đừng có ngại về cái việc mà nhận tiền của ảnh để mà mua laptop mới. Vậy thì ảnh biết là em đi học là nông dân nên là không có nhiều tài chính. Thì ảnh chủ động giúp đỡ. Đến khi nào hai đứa mới là chính thức là quen nhau và ảnh có tỏ tình với Tú Lệ không? Em chỉ nhớ là ảnh chỉ nói là cho ảnh một cái cơ hội nhận tiền là mua laptop để mà ảnh bắt đầu trong cái việc mà bảo vệ em trong cái hành trình khi mà em có một mình ở bên Ba Lan. Như vậy là lấy cột mốc chính thức là từ lúc mà tài khoản nó tinh được cái số tiền của ảnh để mà mua cái laptop. Đến đúng không? Đó em cũng thấy thật sự em không muốn, nhưng mà em cũng nói với ảnh là em có thể tự xoay sở được. Tại vì mình chưa biết mối quan hệ như thế nào. Và mình cũng rất là ngại không cái việc là nhận tiền của một người mà lần đầu tiên. Và mình đang muốn là xây cái mối quan hệ đó nó lâu dài. Và em cũng không muốn mang tiếng là bào. Tại vì có rất là nhiều bạn sợ người ta hiểu lầm mình. Hiểu lầm. Nên là em nói với ảnh rất là rõ. Và ảnh là người đã thuyết phục em nhận cái số tiền đó. Rồi sau này thì bất cứ việc gì em cần thì cứ chia sẻ hết với ảnh là ảnh sẽ hỗ trợ hết. Lúc nào thì ảnh hốt em về Ý? Bao lâu? Lần thứ mấy khi mà ảnh trở qua Ba Lan? Là cái dịp mà Noel. Đối với người nước ngoài á, cái dịp Noel năm mới là cái dịp mà quan trọng. Là 2022 luôn? 2022 luôn. Thì tìm gặp nhau tháng 7, khoảng tầm tháng 10 ảnh qua bên Ba Lan. Xong rồi tháng 12 là em về bên Ý để ăn Noel. Làm cái mốc là cứ 2 tháng là tụi em sẽ về. Và cái ngày đó là về Noel ở bên gia đình thì gặp hết tất cả mọi bà thành con, viên. Thành viên. Rồi mình lần đầu tiên được hiểu về cái ngày quan trọng trong cái ngày Giáng sinh đối với người nước ngoài như thế nào. Rồi chuẩn bị quà cái làm sao và tất cả mọi thứ. Và cái lần comeback này là nó khác. Dạ. My parents immediately accept her and also they were contagious about her optimist and the energy that she... Yes. So I think immediately there were also good relationship that they say like this with also my parents. Vậy luôn á, ba mẹ cũng cảm nhận được cái điều đó luôn. Nói chung là em nói tiếng Ý không được và ba mẹ thì nói tiếng Anh không được. Nên là chỉ là động từ tay quơ thôi cô. Và nụ cười. Và đặc biệt là gia đình truyền thống vẫn còn bà nội. Bà nội thì rất là thích nhìn thấy em cười và bà cũng đã từng nói với anh này đây là một cái cô gái tốt mà mày nhớ giữ dạng như vậy. Như vậy thôi. Và anh này đó giờ là trong suốt cái hành trình của ảnh là không có một cô gái nào về nhà nên em là cái người mà rất là the first luôn á. Serious. Như vậy là coi như là chính thức, coi như là ra mắt rồi, là yêu nhau công khai rồi, thay đổi mối quan hệ đúng không? Vậy thì từ lúc yêu thì em cảm nhận cái sự khác biệt hai cái nền văn hóa, một phương Đông và một phương Tây, thì nó có khó khăn gì xảy ra không? Nó có khó khăn gì không? Em là người mà nói chung là gia đình quá đông anh em và em là tự sống và tự bươn chải ở Sài Gòn nên là em cũng không có gần mẹ nhiều. Và ba em thì mất năm 57 tuổi nên là bản thân của em một mình ra nước ngoài. Thì lúc mà được cái gia đình bên đây đối xử rất là khác thì em cảm nhận là một cái giống như là ba ở Việt Nam đã cho em một cái gia đình ở bên ba phù hộ đó phải không? Rồi bây giờ lấy chồng rồi giờ có tính sanh con cho người ta không? Dạ, về cái việc có em bé thì anh nói là quyền quyết định của con. Con cứ học xong và cảm thấy thoải mái hết là được. Tại vì gia đình cũng không có áp đặt.
theo phong cách của Tây thì người ta sống một cách rất là thoải mái. Nhưng mà Tú Lệ có dự định là sẽ có baby không? Michelle, you want to have a baby? You want a baby? What happened? Let's see what happened. Yeah. Yeah. You must told her, I want baby. To cry maybe. Thôi bây giờ trước khi đến cái phần chúc á, thì phải lạc đến cái phần mà chúng ta cần phải nói ra tốt về nhau. Những cái điều và cái người bạn đời của mình á mà mình cảm thấy chưa hài lòng. Dạ. À, có thể gọi là tật xấu hoặc là gọi là một cái điều mà mình cảm thấy muốn là cần mong muốn cần thay đổi để cho cuộc sống nó hoàn hảo okay hơn. Ok hơn, perfect hơn. She goes to sleep too early and I don't know, I'm Italian, I like the to go sleep late in the night, but usually she felt asleep very early. So I said, okay, more energy in the evening, please. Ngủ rất là sớm. Dạ. Vậy á hả? Em con là tại vì em thức dậy sớm đã quen rồi, 5 giờ. Hồi đó con ở sinh viên thì mình đi làm nó đã trở thành thói quen. Còn khoảng tầm 10 giờ là con đi ngủ mất tiêu. Là đi ngủ. Còn ảnh thì ảnh dậy trễ hơn và thức khuya hơn. Nên là chỉ muốn là con có nhiều năng lượng vào buổi tối để mà có thể đồng tham gia đó, những cái hoạt động vào buổi tối. Đúng rồi, hơn. Vậy thì mới có em bé được. Ngủ sớm quá. Đó, rồi còn gì nữa? Anything else? No, no. She's very good, to be honest, and yeah. Chỉ có một thứ tất thôi. Tất cả những cái ông chồng mà người nước ngoài á, là khi mà lấy vợ Việt Nam á, thì cái người vợ đều perfect đôi mắt của ổng. Và chỉ mong muốn là thay đổi cái điều đó thôi. Tức là ngủ trễ hơn xíu và dậy trễ hơn xíu. Có thể là tại vì hai đứa mới về sống chung có 5 tháng thôi nên là chưa có phát hiện ra nhiều tật xấu của nhau thôi. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ, đối với con thì tại vì có thể là tính chất công việc của ảnh nên là ảnh rất là kỹ từng chi tiết và từng thời gian. Con chỉ muốn anh kỹ sư mà. Dạ, chỉ muốn ảnh là sub your life 5 minutes change. Đó là cái câu mà bạn của ảnh là đồng nghiệp á cũng nói anh này cũng quá kỹ tính. Nhiều khi á ảnh làm áp lực với nhiều người. Xong cái hay nói, ê mày dừng cuộc sống mày 5 phút được không? Để mà thay đổi được. Đó. Vậy anh understand this. Yeah, I understand. Nghĩa là quá kỹ. Nói chung là em cũng học được từ ảnh rất là nhiều. Em ẩu bao nhiêu, nhanh bao nhiêu thì ảnh trái ngược hoàn toàn. She cook is good for you. She cook very well and for me is also an opportunity to discover the Vietnamese kitchen. The Vietnam food? Yeah. Yes, of course. Italian food? Vietnam food. Vietnam food. Em có bao giờ nấu khoai mì nước dừa cho ông ăn chưa? Dạ, ở bên Ý tụi em không có. Làm gì có khoai mì hả? Làm gì có khoai mì? Em chỉ nấu mấy món bún. Nhưng mà bún về Việt Nam á, về Việt Nam có nấu cái món đó cho ông ăn chưa? Dạ, đặc sản của Củ Chi đó. Chưa. Hôm trước đi địa đạo Củ Chi và chưa có thời gian ăn được khoai mì luôn nên là kỳ này sẽ cho thử nhiều món. Nhưng mà anh khá kỹ tính nên là cũng ít ăn vặt. Thế thì em muốn Michelle sẽ thay đổi điều gì? Có thể là em thay đổi chính em trước. Đâu, em phải học thêm những mong muốn rồi đó. Stop 5 minutes. Stop 5 minutes. More flexible. Yeah. Yeah. That's all. Rồi. Okay. Thôi, trước khi chúng ta đến với một cái phần rất là hấp dẫn. Đó. Thì không biết là trong cái buổi hôm nay thì Michelle có điều gì muốn nói với vợ hay không? Hoặc là muốn bày tỏ một tình cảm với vợ hay không? Nhân cái sự kiện đến với chương trình này. Yes. Sweet. No. At the beginning, I'm happy to be here in your town and to meet your relatives, your family, and I really feeling part of your family now. And after this trip, I think I love you more. Yeah. Wow. Với Tú Lệ, anh có một lời đề nghị là em có điều gì muốn gửi đến gia đình em không? Và em có lời nào gửi đến cho những người những anh chị đã đồng hành và cũng như là ủng hộ em trong cái chuyến đi Ba Lan. Đó, dạ. Đây. Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn cái cơ hội mà chương trình đã cho em được có mặt ở đây và chia sẻ cái kết quả sau 2 năm đi du học của người nông dân mà được rất là nhiều sự giúp đỡ của các anh chị và đặc biệt là những lời động viên vô cùng to lớn. Thì em cũng gửi lời trân trọng biết ơn cũng như là cảm ơn các anh chị ủng hộ tiếp theo cái hành trình đi học cao hơn của em và những cái dự án mà em sẽ làm cho rất là nhiều bạn nông dân thêm ý chí học tập cũng như là cơ hội để được bước ra nước ngoài một phần nào đó giống em trong tương lai. Với gia đình? Với gia đình thì mọi người cứ bình tĩnh chờ con học tiếp, tại vì mọi người cứ nghe con đi học là cứ sốt ruột, cho tụi con thêm một cái thời gian và nền tảng
thì để cho con có thể là 3 năm nữa con hoàn thành thêm một cái chương trình học cao hơn. Có điều gì muốn nói với chồng không? The same. Thank you for choosing me and make my dream and another family in Vietnam become true in the future. Yeah, hay quá. Dạ, yeah, cảm ơn. Chúc cho hai vợ chồng sẽ yêu thương nhiều hơn nữa, và tất cả những cái dự định, những kế hoạch của em sẽ đạt thành. Qua năm sau đi, bác sĩ sẽ báo tin vui. Và trong năm sau luôn là hai vợ chồng sẽ chào đón một thiên thần. Dạ. Một thiên thần hoặc là hai thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của ha Michelle và Tú Lệ nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Ngọc An, năm nay 34 tuổi. Em hiện là nhân viên kỹ thuật. Còn em? Em tên là Phạm Thị Trầm, năm nay em 30 tuổi, em là nhân viên kế toán ạ. Trầm với An. Dạ. Rồi hai bạn là gặp nhau và yêu nhau trong trường hợp nào? Cách đây khoảng cỡ 5 năm, em làm cùng một công ty kia thì có một anh lớn tuổi. Anh hay lên trên mạng đó. Chấp tiếp thì anh mới quen được vợ em. Thì khi đó anh cũng muốn quen vợ em nhưng mà không quen được. Dạ thì lúc đó chồng em đã nhắn tin cho em. Ý là nói sao là em chảnh như vậy. Nhắn tin lại, cứ nhắn đầu là vợ em không có trả lời gì hết á. Vợ em tự nhiên lấy máy gọi cho em, nói em là không có thích nhắn tin gì hết á, thì muốn thì gọi điện. Xong rồi em nói vậy hả? Đâu có, lần đầu tiên anh đâu có biết đâu, tại vì có người bạn giới thiệu. Xong rồi thì nhắn tin qua lại. Thôi cái hẹn gặp nhau. Em nhìn thấy lần đầu tiên của em á, khi em nhìn thấy người đàn ông này thì trong đầu của em nghĩ trước tiên nó là điều dạ gì? Anh bị suy dinh dưỡng thôi. Lúc đó, lúc đó em ốm lắm chị, em được có năm bây giờ vẫn ốm nè. Dạ. Mà lúc đó bây ốm giờ hơn em đỡ hơn đó. Hồi đó em được có 52 kg. Ồ, vậy nhưng mà hiện tại bây giờ em cũng được lên được 7-8 kg. Nhưng mà em có ấn tượng đặc biệt là cái mái tóc của anh không? Dạ, lúc tóc đó mình chảy xuống này nhìn như dạ, dương. Hồi đó dạ, đi làm thì nhiều khi để em để tóc dài lắm. Tóc dài dạ. Suy dinh dưỡng. Dạ đúng rồi. Dạ anh suy dinh dưỡng á, thì với lại anh ốm mà nhìn ảnh nó không có giống như là trong suy nghĩ của mình. Một thời gian á thì nhắn tin qua lại thì biết ảnh được sinh năm 82. Em nghe kỹ là nghe theo lời mẹ, mẹ kêu là phải lấy chồng 82. Dạ. Đây là coi như là chiếu lệnh rồi ha. Dạ. Chồng 82 là bởi vì do cái tuổi nó hợp với em hay sao? Dạ đúng rồi. Đó. Nếu mà chồng em sinh năm 82 thì 86 đó. Lớn nhỏ nhau 4 tuổi hợp dạ lắm. Dạ. Rồi khi đó thì cũng mập mạp, cũng dễ thương. Rồi hồi đó mặc cái váy là vượt cái áo, mặc cái áo suôn á, váy nó tới đây. Xong rồi đi gặp em lần đầu tiên. Trời ơi. Quán cà phê thì nó cũng có hơi ấn tượng chút xíu. Rồi bao lâu thì hai bạn mới bắt đầu yêu nhau? Thì 3 tháng sau á thì ảnh sáng ra qua thì ảnh chở em đi ăn sáng. Ảnh nói là thôi đi Củ Chi chơi. Vậy rồi em, thì lúc đó là em chở ảnh. Vậy là em ngồi sau thì đi một đoạn thì em ngồi sau em ôm vợ em lên. Vậy vợ em thì cũng tự nhiên cũng không có phản ứng gì hết á. Dạ. Chịu đen rồi. Dạ. Dạ lúc đó thì em chịu luôn, tại vì em thử anh này em có phản ứng thêm á là anh ôm mình hay anh làm gì tiếp theo, và thấy anh ôm miết em xuống tới chỗ chơi luôn, thì bắt đầu tụi em quen nhau là cái lúc đó. Em cũng không có tỏ tình gì hết á, cái thể không hiện có là tỏ tình. Dạ đúng rồi, lúc giống như mà cầu hôn em thì anh có tỏ tình em không? Dạ không, từ giờ tụi em là không dạ, có tỏ tình rồi, cũng chỉ đám cưới một chỗ, không có tặng cái gì cho em luôn. Vậy thì anh đoán không lầm á, chồng em là một người cũng không phải hiền đâu, nghe cũng dữ dằn đúng không? Dạ. Anh này là đến lúc yêu rồi ảnh cũng chưa phải toàn tâm toàn ý với một dạ, mình em thôi. Dạ, nói chung là lúc đó thì không có chở đi chơi dù nhiều, nhưng mà tới mỗi lần anh đi làm về thì hay chở em qua đi ăn rồi này kia. Tại vì thời điểm đó là ảnh cũng chưa có chấm dứt hẳn với lại bạn gái cũ của ảnh. Dạ, thật ra không phải không chấm dứt, mà hồi đó thì em cũng tụi em đã chia đâu 20 năm rồi, nhưng mà thật ra thì cái người đó là cũng mở phòng vé bán máy bay, nhiều khi hư máy in hay máy tính thì cũng nhiều chiều thu nhập, thì nhờ em qua sửa thôi. Thì qua sửa xong về thì vợ em một bữa sáng mà tình cờ mà đi ngang qua cũng biết, tự nhiên cái buổi trưa đó đi ngang qua cái chỗ đó lại thấy ảnh ở trong đó. Em gọi điện cho ảnh thì ảnh alo thì thấy anh này anh nói chuyện giống như cọc lóc á. Hỏi anh đang ở đâu vậy, thì anh nói đi làm, nhưng mà không có đầu cuối là bình thường á, ảnh sẽ xưng anh hay là xưng em này kia. Anh nói cọc lóc là em xin nghi. Em hỏi lại là anh đang ở đâu thì anh nói là đi sửa máy cho bạn. Thế là em chờ đến mấy chiều anh về thì em có qua nhà trọ của ảnh á, thì gặp ảnh thì em nói là hôm nay có nhiều tiền không. Nó nghe đi sửa máy, em biết đi sửa cho người yêu cũ nên em hỏi là có nhiều tiền không, thì anh nói là không có đồng nào hết á. Có nghĩa là bắt cá hai tay đúng không? Em cảm giác dạ, em đúng, cảm lúc, nghĩ lúc, của em lúc, là ảnh bắt cá hai tay. Dạ lúc đó thì em cảm nghĩ là ảnh còn yêu thương dạ. Cái chị đó hay gọi điện nhắn tin lắm, giống như là em với ảnh đi ăn tối vậy, mà chị đã gọi điện tới thì anh nói là ngày mai anh đi sửa máy cho. Cái sau đó một thời gian thì em mới cho anh chọn, một là anh chọn em, hai là anh chọn chị đó. Thì anh nói là anh chọn em, nhưng mà em lại một thời gian nữa là mới thấy hai người này cũng hay liên lạc. Em mới nói rằng á là anh phải gọi cho chị đó, nói rằng á từ nay đừng bao giờ gọi cho anh nữa. Mỗi lần đi chơi là vợ em coi như là bắt em phải gọi điện thoại. Mà có gọi không? Dạ không. Tại vì em thật ra em nói là em với bạn gái cũ đâu có còn gì nữa đâu mà gọi. Nhưng vợ bắt em phải gọi là trực tiếp, vợ em nghe nói đừng có liên lạc, đừng có nhắn tin. Mỗi lần như vậy là em
tất em lại là hai người là cãi nhau. Tại vì nói không có cái chuyện gì tự nhiên cứ bắt em là làm những cái chuyện đó làm cái gì. Rồi lúc đó vợ em sao? Đến một năm sau á, đang ngồi ăn cơm á thì chị đó có gọi điện đến, thì lúc đó em để suy nghĩ trong đầu em nói lần này anh cứ gọi điện cho chị đó nói là đừng bao giờ gọi cho anh nữa không. Cuối cùng anh gọi cho chị đó thì anh cũng đòi chia tay em luôn. Trời ơi. Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì hai người cứ ghen gì vậy em? Em thôi chia tay. Coi như em gọi điện đến cho cái cô kia em nói là đừng bao giờ gọi cho anh nữa. Và đồng thời gác điện thoại xuống là quay qua nói là em với anh chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Cái lúc đó tâm trạng em sao? Thấy là cũng buồn cũng nhớ. Nhớ vợ em á, xong em gọi điện thoại lại. Có nghĩa là thời gian một tháng đó thì em thấy em nhớ vợ em hơn. Dạ đúng, không? Rồi. Cho nên quyết định là em gọi cho vợ em chứ không gọi cho cô kia. Dạ đúng rồi, cô kia thì đúng em đã dứt điểm hoàn toàn luôn. Rồi, và từ đó là không còn gì cản trở. Dạ. Cưới nhau, đúng chưa? Bây giờ anh hỏi thiệt nha. Dạ. Bây giờ còn ghen không? Dạ không, thời điểm này á đã một năm qua rồi em không ghen nữa. Hai vợ chồng làm cùng công ty, có nghĩa là mỗi người một chi nhánh. Thì vợ em một chi nhánh, còn vấp em còn 10, nhưng mà chưa tới giờ em cũng phải lo về rồi, chứ không bao giờ mà la cà nhậu nhạt. Cái này là theo anh nha. Dạ. Nhìn vợ em thấy vậy chứ là rất là hiền và cam chịu. Có đúng không? Dạ đúng rồi, thì hiền thì vợ em rất là hiền, nhưng mà khi đàn bà nóng tính lên thì cũng không có ai mà chịu nổi. Nóng sao? Cái đợt nóng tính nhất của cô ấy nhìn, nhìn cô vợ này là chị không có nghĩ là đúng nóng vậy tính. Dạ, dạ thật ra là như thế này nè, em trong công việc em rất là nóng tính, nhưng mà trong gia đình thì em rất là chịu đựng. Giống như công việc á, mà ảnh mà không làm theo cái ý của em hoặc là bán hàng không được là em sẽ nói liền. Còn điện thoại là nạt em giữa một đống nhân viên em là đó. Nhiều khi là làm bắt mặt chồng chứ. Mà nạt em luôn. Ừ, nạt em luôn. Vậy rồi mấy người nhân viên trong công ty sợ không? Sợ hả? Vợ em mà đã nói ra là đừng có ai mà cãi lại chứ đừng. Thật ra là tùy theo chuyện chứ không phải là cái gì em cũng nạt chồng em đâu. Thành ra là trong công ty là trong công việc sợ vợ em nhất. Rồi mới tới sợ em hả? Dạ đúng rồi. Vợ em là số 1. Ở công ty sợ mà về nhà có sợ không? Sợ chứ. Dạ không, mà anh rồi bây giờ trong công việc, trong công việc á là bà khó khăn, bà hay dữ dằn vậy đó. Dạ. Chứ giờ tối về nhà bà có dữ dằn không? Dữ chuyện gì vậy? Tí nghĩ thôi. Ví dụ như là ở công ty nè, vợ em cứ hay nạt em trước mặt mọi người. Dạ. Rồi tối về trong cái chuyện vợ chồng có khi nào á mà đang hai vợ chồng đang chuẩn bị yêu thương thân mật rồi này kia nọ thì em nó nhớ trực ra đó. Nó nhớ trực ra những cái chuyện đó là thường xuyên luôn chị. Vợ mình như vậy đó, nhiều khi có khi nào mất hứng luôn. Chuyện đó là thường xuyên mất hứng luôn. Không phải nói chuyện buổi tối về mà coi như là đang em mỗi ngày em không bao giờ em nói hết á. Em tất em không bao giờ em nói. Rồi còn anh có cái đặc biệt á là buổi tối về ngủ với chị tự nhiên đang ngủ 10 giờ rồi em thiêu thiêu thì anh lại hỏi là hôm nay có ông đó chuyển tiền cho em, ông đã mua hàng chưa, hoặc á là sao hôm nay là anh là em lại nói anh thế này thế kia, ví dụ đang 10 giờ. Tại vì thật ra công việc của tụi em rất là bận, tụi em là không có thời gian nghỉ. Tối về ăn cơm xong, tắm rửa xong thì hai vợ chồng lên nằm, lên nằm đọc báo rồi nói chuyện xong rồi khoảng cứ 10 giờ, coi như là em mà nhớ cái chuyện gì là em sẽ bật dậy. Cãi nhau cãi sao nhiều khi là cãi đến 2-3 giờ sáng. Trời ơi. Là thôi luôn. Dạ. Là thôi luôn, không còn cái chuyện mà để. Dạ không không. Khá là hổ rồi. Mất hứng rồi. Dạ, dạ đúng rồi, lúc đó nhưng thì mất hứng rồi. Lúc mà bị vợ em coi như là la trong điện thoại, rồi đôi khi về nhà cũng la lên như vậy, rồi có khi nào mà em tức quá em chịu không nổi rồi ông em động thủ chứ? Em động thủ, em động mấy lần thôi chứ? Động ngoài chứ. Động mấy lần rồi đó. Động sao? Em tát luôn. Em đứt đi là em tát lên. Tính em bị rất là nổi. Dạ ba cái rồi anh. Từ ví dụ như là em nói tới cái đó là anh hay dọa. Ví dụ như đang ăn cơm ấy thì anh đá cái mâm cơm luôn. Còn không á thì đang ăn phở thì anh nói là coi chừng có tô ở vô có mặt á. Thì em thật ra em nói vậy thôi chứ em cũng chẳng có. Lúc đó thì em sợ. Nhưng mà ở nhà là em tát thật. Thôi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính, đừng có xài hoang phí quá này kia. Rồi không hoang phí cái gì nữa. Mỗi lần giận lên là đừng có móc cái chuyện cũ của chồng ra. Cứ giận cái là cứ nói em không tốt bằng cái con bé kia hay sao, anh cứ đối xử với em như này. Thật ra là như thế này nè, có thời điểm cưới nhau là vợ chồng em quá bận đi, nên nó là không có cái thời gian đi chơi rồi này kia nhiều. Giống như là ảnh cũng chưa bao giờ tặng em cái gì hay mua cái gì tặng em, hay là tự đi chợ một ngày để nấu cơm cho vợ chồng ăn. Thật ra em rất là bận, nhưng lúc nào có nhiệm vụ em cũng không bao giờ quên á. Ví dụ có ra ngoài ăn á thì chồng em rất là tiếc tiền. Lúc cưới nhau về em thấy chồng có vẻ là quá keo kiệt đi, giống như người mình ốm vậy đó. Rồi hay nóng tính, với lại hay xưng mày tao quá nhiều. Chồng em nóng lên là la rất là to nữa. Cái điều đó em có mong muốn chồng em thay đổi không? Dạ thật ra thì em chỉ muốn ảnh là mập hơn thôi, những cái đó ảnh tự điều chỉnh được. Em có muốn chồng em thay đổi cái điều đó không? Cái chuyện mà quánh em nè, mày tao nè. Dạ quánh em với lại mày tao thôi, nhất định em muốn anh thay đổi. Qua chương trình này thì chắc ảnh về ảnh cũng suy nghĩ lại. Tại chị cảm giác như nè, em thì nóng tính mà chồng em thì cọc tính. Dạ đúng rồi. Mà thường á là trong một cái gia đình á, như một người này nóng thì người kia nguội thì dạ, nó sẽ bớt đi những cái dạ, mà va chạm. Còn ở đây là hai vợ chồng đều cá tính mà đều cũng xem xem 1 9 1 10 chứ không ai thua ai đâu. Dạ, mà lúc nào hay là có chuyện gì thì anh cũng hay rửa lỗi cho em. Chị hỏi nè, bình thường lúc mà tụi em không có cái vấn đề gì xung đột á thì hai vợ chồng có hay ngồi để trao đổi, để tâm sự, để nói ra những cái điều mà vợ chồng mình cần phải làm thế này,
định hướng cho cái cuộc sống tương lai của mình. Dạ có em, cái đó là thường xuyên. Nhưng mà nói đây cái đó là lại thêm một lần cả nhau là gây à. Đúng dạ. không? Cứ ngồi nói cái là ai cũng thấy là cái lý của mình là đúng dạ. đúng không? Cứ bảo vệ cái rồi. Lý của mình như nhất là vợ em bảo em nói cái gì sai, biết chắc chắn là vợ sai nhưng mà vợ vẫn bảo đúng. Em có biết là em sai không? Dạ biết, gái mà em la chồng em ha này kia mà sau này suy nghĩ lại thì em cũng biết là em sai. Ừ. Bởi nhưng mà vì... khi đó là cãi nhau là coi như là vợ em không bao giờ nói sai nào. Bây giờ cái cốt lõi là em còn mong muốn chồng em thay đổi điều gì nữa không? Dạ, suy nghĩ cho em bớt. Có nghĩa là trong suy nghĩ của em là không phải như thế, nhưng mà chồng là cứ áp đặt em là phải suy nghĩ như thế. Bây giờ gì nè, chị nói nghe nè. Vợ chồng em á, mỗi người còn đều bị một cái tính xấu nữa là tính bảo thủ. Ai cũng nghĩ là cái điều mình nghĩ ra là đúng và bảo vệ cái suy nghĩ của mình. Rồi á, cái đó nó kéo theo một cái là cái tôi của mỗi người còn quá lớn. Thì ở đây chị thấy như vậy nè, trong cuộc sống vợ chồng em á, nó ở vào cái dạng mà giống như là hai cái bếp lò mà ở gần nhau á, nóng quá. Đúng rồi ạ. Cái điều đó là rất nguy hiểm. Dạ. Nguy hiểm chứ không có đơn giản đâu nha. Dạ. Thì bây giờ chị thấy như vậy nè. Hai bạn á, nên có một cái sự luyện tập. Dạ. Luyện tập với bản thân mình. Ví dụ vợ đi. Dạ. Thì vợ có những cái lúc rất là đầm, gọi là cái nữ tính, cái mà hiền hòa của em á. Dạ. Gọi là cái nước á. Dạ. Thì cái đó là chị đương so sánh cái lửa với cái nước trong con người của em. Dạ. Thì hiện giờ lửa em nó nhiều quá. Thì giờ em cố gắng em luyện làm sao để cái nước nó nhiều hơn. Dạ. Tức là cái đầm thắm nó nhiều hơn chút. Tức là nhiều khi cái cơn mình sắp sửa lên, cái mình nghĩ là ráng kèm. Chị nói dạ. ví dụ vậy. Em phải tự luyện tập cái điều đó. Và khi dạ. mà vợ đã có những lần như vậy rồi, có nghĩa là vợ đã có sự thay đổi, thì em cũng sẽ làm một cái điều gì đó tương tự như dạ. vậy để chứng minh cho vợ em biết là em cũng thay đổi. Tụi em phải luyện đi dạ. nha. Chứ cái này không có ai chỉ được đâu. Dạ. Bớt nghe, luyện nữa nghe. Dạ. Dạ, dạ, xin chào hai em. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Vợ chồng rất là đẹp đôi chị ừ. ơi. Đấy. Người quen của chị. Con rể tôi. Yeah. Con rể út của tôi. Rồi mời hai em. Dạ, em xin được chào anh Hồng Thuận. Em được chào không sao. Dạ. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em được xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai Hường Dân. Dạ. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Ừ. Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Dạ, con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Dạ. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em dạ. em đóng đúng không? Dạ, đúng rồi. Bay về Hà Nội. Dạ. À. Lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả một đời ân oán nữa, tức là lúc đó em song song quay hai phim cùng lúc. Cả một đời ân oán luôn cái lúc dạ. đó đó. Rồi, cực ha, em. Dạ, hai năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Vận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. À. Và hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Ừ. Wow. Con cứ việc gọi cô bằng cô, cho giống chồng đi, coi như gái có theo chồng. Đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được. Không sao cả, nghe, gọi sao chú cũng nhận hết á. Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Chà, lớn nhau sắp có hai con giáp, có một con giáp. Có một con giáp thôi. Sắp có một con giáp nè. Đã chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính từ mụn là 33. 32. 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi, đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá, và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt dặm phấn thấm mồ hôi, thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn, đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi, đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng. Mới được có cái bằng cầm trong tay là chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng ở luôn. Lấy lợi luôn. Đâu sao bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều ạ. Bởi vì là vợ em đeo khẩu trang, make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, bạn rất là cao. Và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con thấy xuất sắc đúng không? Không, đẹp make up cho Tuấn á
Đúng rồi. Make up mặt nó rất là đẹp. Make up đẹp xuất sắc tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà art luôn á. Dạ. Thế rồi. Ừ. Thì á là con đầu tiên là con cảm con thấy vừa là con thấy là con thấy sung sướng không? Đẹp này. Chưa nữa nè. Ánh mắt của bạn ánh mắt lúc mà nhìn make up vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu. Lúc đấy chưa phê lắm. Nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy mình có một chút cảm tình từ cái ánh mắt rồi. Tại vì á cái lúc mà mình make up mà đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Đẹp. Lúc đó là còn xuyến sắn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết anh Tuấn chưa? Rồi con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà vì sao con biết là không phải? Là sao? Là vì chả xem phim nào của con đó mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một lời ân ngoán đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là ôi em hâm mộ anh lắm. Em gọi là thần tượng anh lắm. Big fan. Đúng rồi, big fan của con. Phim nào của anh em cũng xem. Hóa ra xem một vài phân đoạn của một phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao? Lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy. Có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt á, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thôi ạ. Hơi thích thôi đó. Vâng. À. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích rồi đó. Nhưng là cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là đó, chủ động liên lạc liền. Rồi đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Lúc đấy con đi con chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng bớt thích đi một chút đấy. Cô ấy, ôi người ta mới 21 tuổi mà. Cô lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20. Vừa bước, đúng không? Vừa chuẩn bị bước qua 20. Lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu luôn không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà đến với cả bạn ấy thì là Quyết đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay sao? Là con quay xong rồi. Đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11. 12. Cuối tháng 11 gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không make luôn ấy. Gần như còn không make up luôn rồi. Thì tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện. Khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn vâng nhau? Lúc đó em đến đón. Có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu rồi, tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ, bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy, thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn nghiêm, rất là trong sáng. Tức là nghiêm túc và trong rất sáng, nghiêm túc, kín rất trong cổng sáng. Cao tường. Dạ. Tháng 11, gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết. Bệnh phổi nữa. Đấy. Rồi sao? Rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không?
Tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi đấy, đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng là trong không, sáng rất thôi. Là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát, lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn này, ôi sao trong không, trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không áo khoác, nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong tức là đồ ngủ đấy, nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này, sao lại mẩy nhở, sao mẩy mẩy tiếng Bắc á, mẩy nhìn nó giận á, mẩy nhìn nó hấp dẫn. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ, sau đó thì cũng rồi sao mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi ông Kim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ cái gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không? Tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, sau đấy là em có phải đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó cho Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ nhung ảnh đúng không? Không. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11 rưỡi 12 giờ. Và tại sao không? Sao con quay về, không quay về phòng trọ? Mà lại quay về nhà mình. Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Mẹ con bị u nang màng não. Tức là trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác. Và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện mà mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là quyết định ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác, không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ. Đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Thực ra thì sau đó thì em muốn cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi về nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa Quỳnh về mẹ vui đúng không? Dạ. Xinh xắn quá cơ. Thế mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á trong cái việc mà đi làm, cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau một năm ạ. Một năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố mà. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cho nên cũng
đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi là vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà, về nhà trọ là nhẫn nhau, nhẫn nhau đúng không? Dạ. Sao thì... vậy? Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi, Quỳnh tại sao vậy con? Lỗi con cô. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được một năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi thế là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Thế đó. Vâng, lần đấy là căng thật là... Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn? Cũng có đến... tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là hôm nay chiều nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy nghe là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi. Tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. À, thường là như vậy mà. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế kia để không lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không, không. Tức là... Ô, thế chú không hiểu à? Ôi rồi anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau đấy, trước cãi nhau thả rồi và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là mình không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, tức là không. Nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ không thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè. Bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi, đúng không? Vâng. Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ thì không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng rồi. Là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống? Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu. Lúc đấy là em thực sự là em bảo, lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á. Anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai. Và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả. Nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi. Và anh mong là em bỏ qua cho anh. Bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân. Thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa tức luôn. Khổ thân thằng Tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi nhưng mà cái tay nó to quá nên nó đè sang cái chỗ cái tim chứ không có phải chủ đích là bấm tim. Hay thả tim lắm cô ạ. À, bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi đúng không? Chắc bị chặn chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi. Cho khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con, là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức là mọi thứ nó đốt rất là nhiều giai đoạn, rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Lúc nhưng đó mấy tháng rồi con? Dạ bây giờ em lúc bút thử hai vạch á. À lúc đấy là... mới có 4 tuần. Không, nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà đúng không? Dạ vâng. Vui. Là cưới liền.
Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều nhiều không? Dạ, từ khi mà em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi, thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo cho tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên, không làm phim và chỉ ở nhà chăm vợ con. Ồ. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Thì đúng đó, thì thực sự đấy lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Mình con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Là con cái, những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. À, không ạ, hay là con làm mà. Con làm KOL luôn là quảng cáo sản phẩm rồi đó. Đấy á. Đi chị gì ta nghe không? Tự nhiên đụng một cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Trời hay quá. Và sao đó? Trời vậy là hay em rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Dạ. Tả giấy, tả giết rồi em bé con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi ạ. Đấy, 3 tháng nữa là nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nha. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Chắc là đến sau năm ạ. Coi như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? Nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất không thích có một. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ đó, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có một đứa nữa thì sao? Thì tiếp tục nghĩ nữa hả? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và mình cũng lại có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi. Có kinh tế rồi là thuê giúp việc, rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều nhìn nó ngứa mắt thôi, vợ lui ra để anh làm. Ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được, giúp việc cũng mới cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đây nè, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó. Cũng một tay nhưng mà là anh là vừa đi làm vừa ở nhà chăm đấy. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn, thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả, đúng hơn là một thành quả như ngày hôm nay, phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Đúng rồi. Hạnh phúc là lựa chọn. Thế thôi. Nha. Rồi bây giờ tới cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Vâng. Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn, lôi thôi. Nghĩa là cái từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy, nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8/10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Tiếp theo là... Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà.
Nhưng mà mỗi lần đi nhậu mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong thì là có lèm bèm hay là có êm hay là ngủ? Không lèm bèm, về nhà ngủ luôn. Nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy, thì con rất là bực mình, bởi vì là về thì đấy, chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về, mà đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây. Xong rồi cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, là lúc này con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè hay là đi nhậu sinh nhật ạ? Sinh nhật bạn bè. Sinh nhật bạn bè là đối tác. Đúng thật là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được, đúng không? Thật không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ ấy, thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ, thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Là vậy anh hả? Vâng. Ủa sao cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ? Lúc yêu thì cũng hơi lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bất xong bây giờ bất luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn á. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn á. Là ngày xưa thì con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Là kiểu anh ngủ sớm đấy. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có ru được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ một vành đến sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi, em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Vâng, ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra ít thôi. Lúc vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút con tự. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm ạ. Ghen, rất ghen. Và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Ngủ mơ thấy là ghen nhá. Có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Con thì chỉ đôi khi là... tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất là nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi, bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những đừng chuyện cũ đi. Mình đang sống thì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cách cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai của anh là anh nhắc anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn thả tim mà con, nó vẫn thả tim nghĩa là bỏ lâu rồi ạ, con cái đấy con bỏ lâu rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không? Con bảo là em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế, mà em cũng kiểu không thích là anh người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen anh
lướt qua kiểu anh, đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua. Tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Tức là như vậy là hai vợ chồng em ok là, rồi. Hai vợ chồng em mà không có, không, gần như là không có cái thật ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con nè. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi, thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu. Chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Nhớ, cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào, cô không biết nhá. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là như Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ, đúng giấc. Làm việc rất là nghiêm túc trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là gọi không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn á, là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Vâng. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ở ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế, con vừa xinh này vừa trẻ này vừa giỏi này, nổi tiếng mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con phải để người ta ghen với con chứ. Nghĩa việc gì là con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết mà yêu thì con cũng có nói cả đấy. Vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình trước, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá. Nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Không, bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Trời. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen hết. Yeah. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa. Thôi bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè. Đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn. Dạ. Là mình cũng không có quá lãng mạn. Dạ. Và cũng không có tỏ tình nữa cơ. Không tỏ có tình nè, tỏ tình là không có tỏ tình với cô ấy. Đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này, đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Chưa? Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy Phật con. Mình đẹp mà. Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, cưới nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau, và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Ôi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui đấy. một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha. Trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc.